Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập 19, bài 20 và bài 21 ở trang 30 trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 2 nhé. Bài 19 đề bài như sau. Xe thứ nhất chở 16 người, xe thứ hai chở 42 người. Hỏi xe thứ nhất chở ít hơn xe thứ hai bao nhiêu người? Chúng ta thấy rằng là xe thứ nhất là chở 16 người, là cái số 16 này. Nó bé hơn so với lại số 42 người của xe thứ hai, đúng không? Bé hơn thì tức là ít hơn. Để biết ít hơn bao nhiêu, ta dùng phép trừ nhé các em nhé. Ta lấy số lớn trừ đi số bé là xong. Mình sẽ viết câu lời giải như sau. Xe thứ nhất chở ít hơn xe thứ hai số người là. Hai chấm xuống dòng, phép tính này. Để biết ít hơn bao nhiêu thì ta lấy số lớn trừ số bé. Chúng mình sẽ lấy 42 trừ đi 16. Mình tính ra nháp nhé, kết quả ta sẽ được bằng 26. Mở ngoặc đơn vị là người, đóng ngoặc, xuống dòng đáp số, 2 chấm, 26 người, chấm. Chúng mình đã xong bài 19 rồi, tiếp theo là bài 20. Để bài như sau. Minh cao 92cm, Hoài cao 88cm. Hỏi chiều cao của Hoài kém chiều cao của Minh bao nhiêu cm? Chiều cao của Hoài là 88cm này, chiều cao của Minh là 92cm. Chúng mình thấy 88 bé hơn 92, cho nên mình sẽ nói là chiều cao của Hoài là kém đấy, kém chiều cao của Minh đó. Và để biết kém bao nhiêu, ta sẽ lấy số lớn trừ số bé nhé. Lời văn mình sẽ viết như sau. Chiều cao của Hoài kém chiều cao của Minh số cm là. Hai chấm xuống dòng phép tính thì ta sẽ lấy số lớn trừ số bé. Mình sẽ lấy 92 trừ đi 88. Các em tính ra nháp. Kết quả ta được là bằng 4. Mở ngoặc đơn vị là cm. Xuống dòng đáp số 2.4 cm. Chấm. Tiếp theo là bài 21 nào. Đề bài như sau. Lớp 2A quyên góp được 45 quyển vở. Lớp 2B quyên góp được 39 quyển vở. Hỏi lớp 2A quyên góp được nhiều hơn lớp 2B bao nhiêu quyển vở? Chúng mình thấy 45 lớn hơn 39 đúng không? 45 là ứng với số quyển vở của lớp 2A. Cho nên là mình sẽ nói là lớp 2A quyên góp được nhiều hơn ấy. Và để biết là nhiều hơn bao nhiêu thì ta sẽ lấy số lớn trừ số bé nhé. 45 trừ 39 thôi. Câu lời giải mình sẽ viết như sau. Lớp 2A quyên góp được nhiều hơn lớp 2B số quyển vở là. Hai chấm xuống dòng phép tính thì ta sẽ lấy 45 trừ 39. Muốn biết nhiều hơn hoặc là muốn biết ít hơn bao nhiêu thì chúng mình cứ lấy số lớn trừ số bé nhé. Ở đây nhiều hơn bao nhiêu ta lấy 45 trừ 39. Kem tính ra nháp, kết quả ta được bằng 6. Mở ngoặc đơn vị là quyển, đóng ngoặc, xuống dòng đáp số 6 quyển vở. Chấm. Các thầy mến, vậy là thầy trò mình đã làm xong bài 19, bài 20, bài 21 ở trong trang 30 cuốn sách giải toán có lời văn lớp 2 rồi. Và đây cũng là những bài cuối cùng ở trong dạng toán số 5. Bài toán có lời văn về hơn kém bao nhiêu đơn vị. Thầy chúc các em học tốt nhé. Và thầy hẹn gặp lại các em ở trong các video chữa bài tập ở dạng 6.